trước thận, tại thận, sau thận đều dẫn tới các xơ hóa, các nephron, dẫn tới giảm mức lọc cầu thận và dẫn tới tăng ure, creatinine máu. Khi mức lọc cầu thận mà giảm xuống dưới 15 ml/phút thì cần được điều trị để thay thế thận. Và chúng ta đã biết rất nhiều nguyên nhân đã dẫn đến tổn thương thận, nhưng acid uric là một trong những mắt xích quan trọng để tham gia vào vòng xoắn bệnh lý của bệnh thận mạn. Và rối loạn acid uric máu có nhiều nguy cơ đối với sự tiến triển của bệnh thận mạn. Chính vì thế chúng tôi đã đưa ra nghiên cứu nhằm hai mục đích. Một là khảo sát rối loạn nồng độ của acid uric máu ở bệnh nhân bệnh thận mạn chưa điều trị thay thế, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Mục đích thứ hai, tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tình trạng rối loạn acid uric máu ở nhóm đối tượng nghiên cứu. Nhằm mục đích để chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh thận do tăng acid uric máu trên đối tượng bệnh nhân bệnh thận mạn chưa điều trị thay thế. Phương pháp nghiên cứu của chúng tôi được nghiên cứu trên bệnh nhân được chẩn đoán bệnh thận mạn chưa điều trị thay thế, và tiêu chuẩn lựa chọn từ 18 tuổi trở lên đã được chẩn đoán xác định bệnh thận mạn theo tiêu chuẩn Hội Thận học Hoa Kỳ 2022. Tiêu chuẩn loại trừ của chúng tôi có tổn thương thận cấp, bệnh thận mạn giai đoạn cuối, đã điều trị thay thế thận, có bệnh lý cấp tính, có bệnh lý ác tính và không đồng ý tham gia hoặc đang điều trị thì bị tử vong. Về phương pháp nghiên cứu, mô tả cắt ngang và cỡ mẫu được tính theo công thức cỡ mẫu. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi về tuổi và giới, tuổi thấp nhất là 18 tuổi và cao nhất là bệnh nhân 95 tuổi, bệnh nhân lớn hơn hoặc bằng 60 tuổi thì chiếm 50,8% và tỷ lệ nam trên nữ là 1,3:1. Mức lọc cầu thận trung bình nghiên cứu là 19,56 cộng trừ 12,26 ml/phút và cao nhất là 58 ml/phút và thấp nhất là 5 ml/phút. Giai đoạn 4 và 5 chiếm đa số 80,5%, giai đoạn 3 và chiếm tỷ lệ thấp hơn là 19,5%, không có bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn 1-2. Vì thưa quý vị là kính thưa cái thầy cô là cái giai đoạn 1-2 là khi bệnh nhân đến bệnh viện Đa khoa tỉnh thì rất là hiếm và là em không về nghiên cứu về nồng độ acid uric trung bình theo nhóm tuổi thì qua nghiên cứu thì không có sự khác biệt về nồng độ acid uric máu giữa các nhóm tuổi với p lớn hơn 0,05. Nghiên cứu về acid uric máu theo giai đoạn của bệnh thì có sự khác nhau về nồng độ acid uric giữa các nhóm bệnh thận mạn. Tăng acid tăng ở giai đoạn 3 và tăng dần ở giai đoạn 4-5, và không có sự khác biệt về nồng độ acid uric máu giữa nam và nữ ở nhóm bệnh thận mạn nói chung và theo giai đoạn bệnh thận mạn. Nghiên cứu về acid uric máu trung bình theo thời gian mắc bệnh thận mạn thì nhóm bệnh nhân bệnh thận mạn lâu năm, lớn hơn 5 năm thì sẽ có nồng độ acid uric máu trung bình cao hơn nhóm bệnh thận mạn dưới 5 năm với P nhỏ hơn 0,05. Việc nghiên cứu về acid uric máu theo giai đoạn thì không có sự khác biệt về tỷ lệ tăng acid uric giữa giai đoạn 3 và 4. Tỷ lệ tăng acid uric máu khác nhau giữa giai đoạn 3, 4 so với giai đoạn 5 thì cao nhất ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối chiếm 80,8%. Tỷ lệ tăng acid uric máu theo huyết áp thì nhóm tăng acid uric máu có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn 0,974 lần so với nhóm không tăng acid uric máu, nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê với OR 0,974 và 95% CL. Tỷ lệ tăng acid uric và biểu hiện gút trên lâm sàng thì nhóm tăng acid uric máu có nguy cơ biểu hiện gút trên lâm sàng cao gấp 2,237 lần so với nhóm không tăng acid uric máu với OR 2,237. Nghiên cứu về liên quan dẫn nồng độ acid uric máu với một số yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng. Về yếu tố lâm sàng thì không có sự tương quan dẫn nồng độ acid uric máu với tuổi và huyết áp trung bình, nhưng có sự tương quan đồng biến giữa nồng độ acid uric máu và BMI và thời gian mắc bệnh thận mạn càng lâu thì nồng độ acid máu cũng càng cao. Đó là có sự tương quan đồng biến giữa nồng độ acid uric máu với BMI và thời gian mắc bệnh thận mạn với P nhỏ hơn 0,001. Đây là sơ đồ về BMI mà càng tăng thì nồng độ acid máu càng cao và thời gian mắc bệnh thận mạn là càng lâu thì nồng độ acid máu cũng càng tăng. Về nghiên cứu về yếu tố cận lâm sàng thì chúng tôi thấy có mối tương quan thuận mức độ yếu giữa nồng độ acid uric máu và nồng độ ure máu với R 0,265 và P nhỏ hơn 0,001.
nồng độ ure máu mà càng cao thì nồng độ axit uric máu càng tăng, và không thấy mối tương quan giữa nồng độ axit uric máu với các chỉ số sinh hoạt khác ạ. Ure càng cao thì nồng độ axit máu càng tăng ạ. Thì chúng tôi thấy nồng độ axit uric máu ở bệnh nhân bệnh thận mạng, nồng độ axit máu trung bình là 500.35 cộng trừ 153.60 mmol trên lít, thì cao hơn so với các nghiên cứu trên đối tượng không có bệnh thận mạng và bệnh thận mạng đã được điều trị thay thế, và thấp hơn những bệnh nhân nghiên cứu trên bệnh nhân suy thận mạng ở giai đoạn 4 và 5 ạ. Nguyên nhân do suy giảm chức năng thận dẫn tới giảm độc thải axit uric qua thận, dẫn tới tăng axit uric máu ở bệnh nhân và thận mạng so với người bình thường. Nghiên cứu của chúng tôi trên 195 bệnh nhân nghiên cứu thì có 74.4% bệnh nhân có tăng axit uric máu, tỷ lệ tăng axit uric máu ở nhóm bệnh thận mạng là 3, 4 và 5, lần lượt 68.4%, 69.2% và 80.8%, nhưng không có sự khác biệt về tỷ lệ tăng axit uric giữa các giai đoạn, và tỷ lệ tăng axit uric máu khác nhau giữa giai đoạn 3, 4 so với giai đoạn 5 và cao nhất là ở bệnh thận mạng giai đoạn cuối. Giai đoạn bệnh thận mạng càng nặng thì nồng độ axit uric máu càng tăng, hầu hết bệnh nhân bệnh thận mạng đều có tăng axit uric máu. Tỷ lệ tăng axit uric máu ở bệnh nhân bệnh thận mạng thì có nguy cơ biểu hiện gút trên lâm sàng cao gấp 2,237 lần so với nhóm không tăng axit uric máu với OR 2,237. Tăng axit uric máu có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn 0,974 lần so với nhóm không tăng axit uric máu, nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê với OR 0,974 ạ. Không có sự khác biệt về tỷ lệ tăng axit uric ở nhóm tăng huyết áp và không tăng huyết áp với P lớn hơn 0,05. Không có mối tương quan nồng độ về axit uric máu và tuổi. Axit uric máu ở nam cao hơn ở nữ do sự đào thải axit uric qua nước tiểu ở nữ nhiều hơn, nhờ lượng estrogen cao hơn so với nam. Nhưng nghiên cứu của chúng tôi thì không cho thấy sự khác biệt về nồng độ axit uric máu giữa nam và nữ, có thể là do suy thận giai đoạn cuối đã mất khả năng đào thải axit uric. Không thấy có mối liên quan giữa nồng độ axit uric và huyết áp trung bình. Nồng độ axit uric ở nhóm bệnh nhân bị thận mạng trên 5 năm thì tăng cao so với bệnh nhân dưới 5 năm. Và có mối tương quan đồng biến rất yếu giữa nồng độ axit uric máu và BMI có liên quan đến tăng. Vì BMI thì có liên quan đến tăng đề kháng insulin, tăng sản xuất leptin. Hai yếu tố này thì đều làm giảm đào thải axit uric qua thận. Biểu hiện của gút ở trên lâm sàng ở trên bệnh nhân bị thận mạng thì không nhiều dù nồng độ axit uric máu cao. Nồng độ axit uric máu có tương quan thuận mức độ yếu với nồng độ ure máu, nhưng không có mối tương quan mức nào của thuận và nồng độ creatinine máu, có lẽ do sự khác biệt về khối cơ giữa các đối tượng nghiên cứu và không thấy liên quan với các yếu tố cận lâm sàng khác. Kết luận thì không có sự khác biệt về nồng độ axit uric giữa các nhóm tuổi, và có sự khác biệt ý có ý nghĩa thống kê về nồng độ axit uric máu giữa các giai đoạn bệnh thận mạng và thời gian mắc bệnh thận mạng. Tỷ lệ tăng axit uric ở bệnh thận mạng là 74.4%, và tăng axit uric máu có nguy cơ huyết áp tăng huyết áp thấp hơn 0,974 lần so với nhóm không tăng axit uric máu. BMI mà càng tăng thì nồng độ axit uric máu càng cao, nồng độ ure máu mà càng cao thì nồng độ axit uric máu càng tăng, và nhóm tăng axit uric máu có nguy cơ có biểu hiện gút trên lâm sàng cao gấp 2,237 lần so với nhóm không tăng axit uric máu. Kiến nghị chúng tôi đưa ra hai kiến nghị. Nhất là nên xác định tình trạng tăng axit uric máu và để điều chỉnh kịp thời đối với bệnh nhân bệnh thận mạng tính, và hai là cần tiếp tục có những nghiên cứu theo dõi dọc để so sánh sự khác biệt trước và sau khi điều chỉnh rối loạn axit uric máu ở bệnh nhân bệnh thận mạng tính. Cùng em xin kính chúc quý thầy cô và toàn thể hội nghị. Chúng tôi chắc là